Xác định dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông là dự án trọng điểm quốc gia, thực hiện theo cơ chế đặc thù, nên các địa phương có dự án đi qua phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh trong cuộc họp chiều nay. Dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ có chiều dài hơn 60 km. Đến thời điểm này, các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, quyết định ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát toàn tuyến và các vị trí dự kiến xây dựng các khu tái định cư. Hiện các địa phương có dự án đi qua hoàn thành công tác tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hoàn thành việc rà soát, dự kiến các bãi đổ chất thải rắn xây dựng và rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Các địa phương kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để địa phương có cơ sở kiểm kê, lập phương án bồi thường, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất thực hiện dự án. Đối với Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải cần khẩn trương lập kế hoạch cụ thể về việc triển khai dự án để làm cơ sở cho các huyện lập kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, công bố công khai quy hoạch dự án theo quy định, khẩn trương hoàn chỉnh, trình cấp thẩm quyền phê duyệt khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền trong vùng dự án đã triển khai đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, khối lượng công việc là rất lớn nên đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn của các lãnh đạo địa phương có dự án đi qua. Các địa phương xác định chính xác số lô tái định cư, lấy ý kiến tất cả người dân bị ảnh hưởng dự án, vị trí các khu tái định cư. Xác định đây là một dự án là trọng điểm quốc gia và thực hiện theo cái cơ chế đặc thù, cho nên các địa phương cần phải hết sức vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, không cứng nhắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương. Ủy ban nhân các huyện có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ các ủy mình để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chấp hành khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại địa phương mình, kịp thời giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương mình, không đẩy lên cấp trên khi những nhiệm vụ đó thuộc trách nhiệm chức năng nhiệm vụ của mình. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh khi triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật liên quan đến địa phương mình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa đảm nhiệm hoàn toàn trách nhiệm về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn huyện Nghĩa Hành và huyện Mộ Đức, chịu trách nhiệm bồi thường giải phóng mặt bằng thông qua ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh. Thị xã Đức Phổ chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với các khu tái định cư ở huyện Nghĩa Hành, giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đảm nhận công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư. Đối với các khu tái định cư ở huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đảm nhận công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư. Thống nhất giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông di dời hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến. Đối với Ban Quản lý Dự án 2, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương có quyết định giao Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ đầu tư, tiểu dự án giải phóng mặt bằng để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo và bàn giao cột mốc giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất.